Xin chào quý bà con. Thì hôm nay mình đang có mặt tại vườn của anh Lộc nha. Vườn này thì ở An Cư, cái bè Tiền Giang ha. Vườn Món Thon, cây năm đầu. Bữa nay là ngày mùng 9. Vườn này là đại bạc. Đại bạc lá 20, lá bắt lo là ngày 21 ha. Hốt tây. Thì bữa nay là 23 ngày sẽ đại bạc. Thì hiện trạng vườn á thì khoảng là 80% là miếng trạng nó đã sáng đây cỡ này ha, và ngắn hơn này một chút. Đây, vườn này thì làm theo quy trình của Sông Thành Phát bà con, theo quy trình công ty ha. Đây, đa số tay cành của các cây thì nó đã có miếng trạng hết rồi. Đây, nhắc chưa nó hơi trái, còn thông cảm nha. Đây, miếng trạng, ok, miếng trạng này miếng trạng nhỏ hơn ha. Vườn này á thì sau hai cửa tòa mầm, thì từ cửa tòa lần 2 nè và cửa tòa lần 3 thì xài là đon ha, linh chi của công ty, một sản phẩm rất hiệu quả trong thời kỳ là tòa mầm qua. Phá miếng trạng ha. Sau cửa bắt lo thì mình cho tiếp tục là sử dụng thằng đon cộng với là hai gói đôn 150m, 100cm ha. Thì mình cho đánh là 2m nước. Đánh ở trong tay cành hay nhánh ha, cho là muốn ra bông thì đánh chỗ đó ha. Thì bữa nay là sau 5 ngày nè. Rồi mình đánh cái cử sau bắt con ha. Đây, mình chạy ra khá là đều rồi. Đây, những nhánh dài, nhánh lớn cũng đã ra hết rồi. Đây, quay ở trên. Bà con thấy nè. Món thon thì những nhánh già này rất là khó ra nha, mà nó cũng đã ra hết nữa ha, mầm bật sáng hết rồi nè. Khi cái công dụng của đon á bà con, là những cái mầm bơi nè, đối với món thon ha, cũng mầm bơi, khi mình cắt bơi á thì nó dẫn ra mầm bông nha, sẽ không tình trạng là ra mầm lá nha. Sẽ là đều mầm đọt luôn. Trên vườn này thì nó sáng khoảng 70-80% rồi. Thì tiếp tục á thì mình sẽ cho đánh một liều dưỡng bông ha, đó là Sima MS Multite. Rồi sau đó mình sẽ cho dở bông luôn, dở bạc luôn ha. Đây nè, mầm này là mầm bông, chắc ăn là mầm bông rồi, sẽ không có tình trạng ra mầm lá đâu. Thì đêm hồi hôm kia có mưa thì sáng hồi hôm trước thì mình đã có kêu anh rửa bằng Sima lại ha, nó sẽ không xuất hiện tình trạng khô bông và đổ lóng ha, trái bông khô bông hiện bông ha. Đây hết bà con, đây là cái bộ sản phẩm mà mình cho vừa qua lọc sử dụng cử sau bắt lo và cử phá miệng luôn. Đây là đon, công thức là 25 26 10, 25 lân 26 kali 10 bo, công thức là chuẩn nha. Sima thì bà con biết đó, nó là gốc kẽm, 20% kẽm 10% chất thuốc sinh học, thì giúp bông sẽ ra nhanh nè, đồng loạt và không bị nhiễm bông, người được kháng thư ha. Và 5m, đây 5m thì nó cần có bo kẽm đạm thì giúp bông ra nhanh đồng loạt sáng đều ha. Bộ này hai gói đon, một chai Sima cho 5m thì mình sử dụng 200m nước nha, là phun dưới dạ tay nhánh, chỗ nào muốn ra bông phun chỗ đó. Rồi công dụng, nếu mà thời tiết thuận lợi á thì công dụng mình sẽ thấy công dụng vòng 3-4 ngày ha, nếu mà thời tiết mưa nhiều á thì khoảng 7 ngày chúng ta sẽ thấy ha, nó sẽ không có bị nhện bông, nhện mắt cua và đen đầu bông ha. Tại bộ này là vừa có cái bông, vừa dưỡng bông và vừa trị bệnh bông luôn nha, đó là bộ đa dụng luôn rồi ha. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi nha.